Một vụ cháy xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua tại thôn Đồng, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội khiến cho 3 người tử vong. Công an huyện Thanh Trì bước đầu xác định là đám cháy xảy ra tại nhà cấp 4 lập mái tôn kinh doanh thu gom phế liệu. Thời điểm đó trong nhà có 4 người. Khi xảy ra cháy, người chồng kịp thời chạy thoát nhưng bị thương, được đưa đi cấp cứu. Còn 3 người gồm vợ và hai con thì bị ngạt khói dẫn đến tử vong. Gia đình này làm nghề thu gom phế liệu. Thời điểm trước khi cháy, người chồng dùng máy chuyên dụng ép phế liệu thì ép phải bình xịt tóc làm phát nổ, bén lửa ra khu vực chứa bình khí ga dẫn đến cháy nổ. Vào tối qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có công điện về vụ cháy xảy ra tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội vào chiều tối qua, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người tử vong và một người bị thương. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả và điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Các bộ công an xây dựng với ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, triển khai thực hiện quyết liệt, thực chất, hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trọng tâm là chỉ thị 47 ngày 25 tháng 6 năm 2015 và kết luận 02 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư. Nghị quyết 99 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội chỉ thị 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 và 3 công điện ban hành trong tháng 9 tháng 10 năm nay của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kết hợp tuyên truyền hướng dẫn các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tối đa xảy ra cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, bảo đảm an toàn tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Công an huyện Thanh Trì bước đầu xác định đám cháy xảy ra tại nhà cấp 4 lập mái tôn kinh doanh thu phế liệu vào tối qua. Thời điểm đó trong nhà có 4 người. Khi xảy ra cháy, người chồng kịp thời chạy thoát nhưng bị thương, được đưa đi cấp cứu. Còn 3 người gồm vợ và hai con bị ngạt khói dẫn đến tử vong. Gia đình này làm nghề thu gom phế liệu. Thời điểm trước khi cháy, người chồng dùng máy chuyên dụng ép phế liệu thì ép phải bình xịt tóc làm phát nổ, bén lửa ra khu vực bình khí ga dẫn đến cháy nổ.